Hi, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Không biết hôm nay tôi sẽ hóa thân thành nhân vật gì đây? Ủa, sao nơi này nhiều người chết quá vậy? Tiến lên nào con cháu của ta, xâm chiếm tất cả thành phố của loài người. Hả? Âm thanh gì sao nghe chói tai thế? Trời đất ơi, sao nhiều quái vật bồn cầu thế này? Bao, giết sạch lũ con người, chiếm chỗ ở của bọn chúng biến thành căn cứ của loài chúng ta. Không, không hay rồi, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Bây giờ mình phải làm gì đây? Này, mau chạy đi, mau chạy đi. Hả? Có một người cũng còn sống giống mình. Bỏ mặt tôi, lũ quái quỷ đó chính là lũ Skibidi Toilet, đứng đầu là tên G-Man. Hãy mau chạy về phía bắc, tìm kiếm các tái tình, cầu cứu họ. Này, anh bạn, chết tiệt thật, chạy về hướng bắc hay sao? Được rồi, nhanh chân lên nào. Đứng lại, tên con người nhút nhát kia, ta sẽ nhai đầu của ngươi. Ngươi định chạy đi đâu? Trời đất ơi, tôi vừa hóa thân thành nhân vật con người trong cái thế giới này thì đã gặp biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng. Lúc này thì tôi đang cố gắng chạy về hướng bắc để cầu cứu những sinh vật nào đó gọi là tái tình theo lời đồng đội tôi đã nói trước khi chết. Tôi cứ cắm đầu chạy mãi thì tôi đến được một nơi xuất hiện những người đàn ông. Nhưng đầu của những người đàn ông này là những chiếc loa. Hả? Một tên con người to gan dám xâm phạm vào lãnh địa của Siren Man à? Mau quay trở lại đi. Làm ơn, cứu tôi, cứu thế giới của tôi. Thế giới của tôi bị lũ quái vật Toilet tấn công, xâm chiếm. Cái gì? Lũ Skibidi xuất hiện trong thế giới của con người à? Nhưng mà đó là chuyện của bọn người, bọn ta không nhúng vào đâu. Tên con người, lần này coi ngươi chạy thoát đi đâu được. Là con quái vật bồn cầu trước giờ đó, nó đã đuổi theo tôi từ thế giới của con người tới đây. Làm ơn cứu tôi đi. Đi, con quái vật bồn cầu trước giờ kia, nơi đây là lãnh địa của bọn ta, ngươi không được làm loạn. Nước sông không phạm nước giếng, tên con người đó là con mồi mà ta đã đuổi tới đây, không liên quan các ngươi tránh ra. Chết tiệt, dám gây náo động à, còn cho nó một bài học đi. Hay quá, cảm ơn các Siren Man, mấy người thật là mạnh. Đúng rồi, chắc có lẽ mấy người là cứu tinh của nhân loại chúng tôi. Làm ơn hãy theo tôi về giải cứu thành phố của tôi khỏi lũ Skibidi Toilet đi. Bọn ta đã nói rồi, bọn ta không muốn dính líu tới thế giới bên ngoài. Người mà cút đi. Cái gì, sao các người vô tâm lạnh nhạt quá vậy? Ta đã liều mạng chạy tới đây, vậy mà các người lại đuổi ta về. Ta không về, hãy mau giúp đỡ lại người chúng ta. Dám tấn công cả bọn ta, thì chết tiệt này ta sẽ cho ngươi giống như cái con quái vật bồn cầu hồi nãy luôn. Báo cáo chúa tể, là tên con người này, hắn tới đây yêu cầu chúng ta giúp đỡ đó. Mình ở đâu đây? Sao nhiều người Siren Man thế này? Ngươi đang ở bên trong hang ổ của bọn ta. Tên con người kia. Gì vậy đây? Sao to lớn thế? Trời đất ơi, ngươi là cái thứ gì sao khổng lồ thế? Tên con người kia, ngươi không được ăn nói xà lơ tầm bậy. Đây là chúa tể của bọn ta, tài tình Siren Man Bob. Cái gì? Là một tài tình à? Hay quá. Làm ơn, giúp đỡ nhân loại của chúng tôi. Lũ Skibidi Toilet, dẫn đầu là tên quái vật bồn cầu G-Man, đang xâm chiếm thế giới của con người. Làm ơn giải thoát cho chúng tôi với. Loài Siren Man bọn ta chỉ muốn sống hòa bình tại hang ổ của mình mà thôi. Bọn ta không muốn chiến tranh hay gây họa nữa. Tại sao chứ? Nếu các người không giúp thì loài người của chúng ta sẽ bị diệt vong mất. Loài người của các ngươi không liên quan gì tới loài của bọn ta. Với lại trước đây, cha của ta, Titan Speakerman, cũng đã từng chiến đấu vì loài người các ngươi chống lại lũ Skibidi Toilet, và kết quả ông ấy đã chết tàn sát. Không. Để ta kể cho ngươi nghe, mấy trăm năm trước, một trận đại chiến kinh hoàng giữa ba Titan Speakerman, tức là cha của ta, TV Man và Camera Man, với lũ quái vật bồn cầu đứng đầu là tên G-Man.
Và kết quả, lũ quái vật bồn cầu bị tiêu diệt sạch. Còn cha của ta cũng tàn sát. Duy nhất chỉ còn Titan TV Man là còn sống. Nhưng ông ấy cũng đã bị thương rất nặng. Vậy không lẽ người cứ núp ở đây cùng con cháu của mình mà mặc kệ cha của người chết một cách oan uổng à? Người không muốn đi báo thù à? Chết tiệt, tên con người này, người nói cái gì chứ? Ta chỉ muốn sống hòa bình mà thôi. Ta không muốn chết giống cha của mình đâu. Được rồi, vậy thì tôi không cần sự giúp đỡ của mấy người đâu. Một mình tôi sẽ tự đi giải cứu dòng lợi của mình. Đây, người khoan đi vội. Hãy đến khu rừng chết phía nam. Tên TV Man vẫn còn sống đang ở đó. Chắc có lẽ hắn sẽ chịu đồng ý giúp người. Hả? Titan TV Man hay sao? Được rồi, được rồi. Tôi đã bị từ chối thẳng thừng bởi loại Siren Man. Và tôi lại cấp tốc di chuyển sang hướng nam. Hy vọng cầu cứu Titan TV Man sẽ giúp đỡ tôi. Cứ đi mãi vài tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi cũng đặt chân tới một khu rừng chết chóc. Hả? Trước mắt của tôi là thứ gì thế kia? Mày kiếp, chúng mày mau tránh xa ra. Tao không phải đến đây để nộp mạng làm thức ăn cho chúng mày đâu. Chết tiệt thật. Không hay rồi, không hay rồi. Nếu tiếp tục, mình sẽ bị giết chết trước khi gặp Titan TV Man mất. Titan TV Man, ông ở đâu? Mau, mau ra đây đi. Tôi cần sự giúp đỡ của ông. Sao không có động tĩnh gì hết vậy? Không lẽ tên Titan Siren Man lừa mình tới đây để cho mình chết tại khu rừng chết đây luôn à? Chết tiệt. Kẻ nào to gan dập tới lãnh địa của ta, săn bắn thức ăn của ta thế này? Hả? Gì vậy? Thứ gì đây? Thì ra là một tên con người. Người thật to gan dập tới tận lãnh địa của Titan Mecha TV Man ta đây để săn bắn à? Titan Mecha TV Man là thứ gì chứ? Rõ ràng nơi đây là lãnh địa của Titan TV Man thôi mà. Thì cũng như nhau thôi. Trước đây ta là Titan TV Man, nhưng trải qua một cuộc đại chiến, các đồng đội Speaker Man và Camera Man đã chết hết. Ta còn sống nhưng bị thương rất nặng. Ta muốn khôi phục cơ thể của mình nên đã lắp ghép những thứ máy móc vào và biến thành hình dạng như thế này. Do đó ta lấy luôn cái tên Titan Mecha TV Man luôn cho nó phù hợp. Thì ra là như vậy. Còn ngươi nữa, tên con người kia, ngươi muốn chết thì sao mà dám tới đây? Vậy thì ta sẽ thực hiện ý muốn của ngươi. Xuống địa ngục đi. Khoan, dừng lại đi. Thương ngài Titan Mecha TV Man, ta tới đây là để tìm ngài, chứ không phải tới đây để săn bắn thức ăn của ngài đâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi tới đây tìm ta à? Không lẽ ngươi thích ta hay sao? Nhưng ta không thích con người đâu. Hiểu lầm rồi. Tôi tới đây là để cầu mong sự giúp đỡ của ngài. Xin ngài hãy đánh bại lũ Skibidi Toilet. Đứng đầu là tên Chimen Bùn Cầu. Hắn đã lãnh đạo binh đoàn của hắn xâm phạm vào thế giới của con người, xóa sạch nhân loại. Cái gì? Lũ Skibidi Toilet à? Còn tên Chimen Bùn Cầu nữa. Hắn cuối cùng cũng đã xuất hiện ở thế giới của loài người các ngươi. Được lắm, ta ôm mối thù từ năm xưa đã rất lâu rồi. Hay quá. Vậy là cuối cùng đã có một tay tình đồng ý giúp đỡ loài người của chúng tôi. Ngươi đừng nói nhiều nữa, mau dẫn ta tới thế giới của ngươi đi. Ta ngứa tay ngứa chân hết rồi nè. Vâng, xin mời ngài hãy theo sau tôi. Bọn chúng thật là đông. Được rồi, lần này ta sẽ cố hết sức giết sạch lũ chết tiệt này, đặc biệt là tên Chimen. Hắn núp đi đâu rồi? Ta phải xé hắn ra làm đôi. Đây, tên con người, đợi ta, ta tới giúp đỡ người đây. Ta đã suy nghĩ lại rồi, ta sẽ không hèn nhát nữa. Ta sẽ báo thù cho cha ta là Speaker Man. Speaker Man Titan, ngài cũng tới à? Hay quá. Cái gì? Thằng khứa này là con trai của Speaker Man Titan à? Được lắm, vậy thì hãy phụ ta dọn sạch lũ chết tiệt này. Nào, tên con người kia, hãy mau núp vào một góc đi, xem bọn ta biểu diễn đi. Được rồi. À, wow, đánh quá,
Tuyệt vời quá, hay lắm, hay lắm. Tiến lên nào, chết đi, lũ khốn kiếp. Ta phát hiện ra hắn rồi. The G-Man Skippy đi toilet nằm ở đây nè, thay thành mấy cha TV Man. Khốn kiếp, để hắn cho ta. Chết đi, chết đi. Cuối cùng, ta đã báo được món thù năm xưa. Mình phá hủy cơ thể ta rồi. Hay lắm. Này, này, hai tay tành. Còn một số con Skippy đi toilet còn chạy kìa. Mau đuổi theo giết bọn chúng luôn đi. Lũ chuột nhắt đó thì làm được gì chứ. Mặc kệ bọn chúng. Thôi, bọn ta quay về hang ổ của mình đi.